Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với cái kênh chia sẻ các cái mẫu thiết kế đẹp của công ty Bắc Trung Nam. Chuyên mục của ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ đến cho các bạn một cái mẫu nhà cấp 4 mái Thái được công ty Bắc Trung Nam thiết kế cho nhà anh Đức có địa chỉ là ở Long Thành, Đồng Nai. Và mẫu thiết kế này có tổng diện tích là 125m2, được công ty Bắc Trung Nam thiết kế và chuẩn bị thi công trọn gói cái mẫu nhà này. Chúng ta sẽ cùng xem cái mẫu nhà này được thiết kế như thế nào và cái bộ hồ sơ của mẫu nhà này nó sẽ bao gồm những phần hạng mục nào. Như trên màn hình các bạn đang nhìn là phần ngoại thất của mẫu nhà, thì chúng ta chỉ cùng lướt qua cái phần ngoại thất này thôi, bởi vì là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về phần ngoại thất và phần mặt bằng công năng của mẫu nhà này rồi. Vâng, một số cái view chính của mẫu nhà. Đối với những cái mẫu nhà cấp 4 mái Thái hay là những cái mẫu nhà vườn thì đều có những view chính, đó là view của hai mặt tiền, tức là view của sảnh chính và sảnh phụ. Với những mẫu nhà có hai sảnh hoặc là những mẫu nhà có một sảnh thì chúng ta chỉ view một mặt tiền, đấy là mặt chính, và một view ở các góc, ví dụ như thế là ở phía bên tay trái của ngôi nhà hoặc là phía bên tay phải của ngôi nhà, và một view nữa là view chúng ta nhìn tổng thể ở phía trên xuống. Đấy là những cái view quan trọng để giúp cho chúng ta có thể thi công được cái mẫu nhà. Vâng, đây là cái phần mặt bằng công năng mà lên theo kiểu 3D để cho chúng ta có thể nhìn một cách trực quan hơn về phần công năng của ngôi nhà này, phần phòng khách, bếp ăn và các phòng ngủ được bố trí như thế nào. Cái view này chỉ phục vụ chủ yếu để cho những các bác thợ thi công và phục vụ cho những người mà đọc bản vẽ kém hoặc là chưa tiếp xúc nhiều với các bộ hồ sơ thiết kế, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể biết được cái phần công năng của ngôi nhà này. Những cái view kiểu như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy những cái đồ nội thất nó setup ở bên trong của ngôi nhà này. Ví dụ như phòng khách thì chúng ta sau này chúng ta sẽ setup cái bộ sofa nó như thế nào cho nó phù hợp, hoặc là phòng bếp ăn thì chúng ta sẽ đặt nội thất như thế nào. Nhìn rất là trực quan, chính vì thế nên nó sẽ phục vụ cho cái quá trình thi công rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nội dung chính, đấy là phần chia sẻ về các cái hồ sơ thiết kế của cái mẫu nhà này. Trước tiên là chúng ta sẽ đi vào cái phần bản vẽ kiến trúc. Cũng như các cái bộ hồ sơ khác thì bộ hồ sơ này cũng sẽ bao gồm có hồ sơ kiến trúc, bản vẽ kết cấu và bản vẽ điện nước. Đấy là các cái hạng mục chính để chúng ta phục vụ cho cái quá trình thi công nó được chính xác theo cái bộ hồ sơ và được chính xác theo cái hình ảnh 3D. Đây là phần bản vẽ kiến trúc của ngôi nhà được thiết kế cho nhà anh Đức có địa chỉ là Long Thành, Đồng Nai và hoàn thành vào tháng 4 năm 2021, được công ty Bắc Trung Nam thiết kế trong khoảng thời gian là 25 ngày để hoàn thành bộ hồ sơ này. Chúng ta sẽ đi từng bản vẽ một để chúng ta nhìn chi tiết về cái bộ hồ sơ này nó như thế nào. Những cái phần mà chúng tôi chia sẻ về cái hồ sơ thiết kế này, các bạn hãy xem từ đầu đến cuối video để các bạn có thể xem được từ đầu đến cuối một cái video này, để các bạn có thể xem được hoàn chỉnh cái bộ hồ sơ này, để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cái chi tiết nào trong cái bộ hồ sơ thiết kế này. Bản vẽ đầu tiên của cái bộ hồ sơ này, đấy là phần 3D phối cảnh ở góc 1. Tiếp theo là phần 3D phối cảnh ở góc 2 và phần 3D phối cảnh ở góc 3. Thông thường ở trên bản vẽ thì chúng tôi chỉ đưa vào 3 cái hình ảnh 3D phối cảnh ở các cái góc khác nhau để cho các bạn nhìn một cách nó trực quan hơn, phục vụ cho quá trình thi công nó được thuận lợi. Bản vẽ tiếp theo của bộ hồ sơ này, đấy là mặt bằng kiến trúc. Cái mặt bằng kiến trúc này thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ biết được cái công năng bố trí của mẫu nhà này. Và tiếp theo là phần mặt bằng nội thất. Mặt bằng nội thất thì nó sẽ bố trí thêm các cái đồ nội thất ở bên trong nhà. Ví dụ như phòng khách sẽ có thêm bộ bàn trà, cái sofa, phòng bếp và phòng ăn sẽ có thêm vị trí mà chúng ta bố trí cái khu vực bếp nấu và khu vực đặt bàn ăn. Và trong các phòng ngủ thì sẽ được bố trí nội thất, ví dụ như đầu giường quay về hướng nào, tủ quần áo nằm vị trí nào, táp đầu giường, kệ tivi nằm ở vị trí nào, hoặc là phòng thờ thì chúng ta sẽ quay ban thờ về hướng nào. Thì đây là các mặt bằng nội thất, nó sẽ giúp cho các bạn nhìn tổng quan hơn về cái phần sắp xếp bố trí nội thất ở bên trong của ngôi nhà.
nó kèm theo một cái mặt bằng 3D để phục vụ cho các bạn có thể nhìn một cách nó trực quan hơn để cái phần mặt bằng nội thất của ngôi nhà. Tiếp theo là cái phần mặt bằng tầng áp mái. Cái tầng áp mái này là cái nó là cái sàn mái bằng. Với những cái mẫu nhà một tầng thì nó là cái khu vực mà chúng ta đổ mái bằng. Xây tường bao ngăn xong thì chúng ta sẽ ghép cốt pha và đổ mái bằng ở phía trên. Đây là cái khu vực tầng áp mái. Và cái tầng áp mái này thông thường nó sẽ được bố trí cái két nước, tức là cái khu vực cấp nước cho tổng thể ngôi nhà này. Và tiếp theo là mặt bằng của tầng mái. Mặt bằng của tầng mái thì nó sẽ giúp chúng ta nhìn được đây cái độ dốc của mái. Ví dụ như cái mái của ngôi nhà này được thiết kế với độ dốc là 38 độ. Độ dốc mái khác vâng, đây là cái hình ảnh 3D của phần mái thì chúng ta nhìn rất là trực quan. Với phần mặt tiền của ngôi nhà được bố trí 3 mái, tức là một mái chính và hai mái con lồng vào. Phần phía bên tay trái và tay phải của ngôi nhà thì được thiết kế với một cái hệ mái chạy từ trái sang phải. Cái mặt bằng giềng mái này là cái phần mà chúng ta sẽ đổ bê tông. Thông thường cái phần mái thái, cái hệ mái thái này thì công ty chúng tôi sẽ thiết kế là xây tường thu hồi mái, sau đấy chúng ta sẽ chạy dằn bo và đổ cái phần mái chéo. Cái phần mái chéo này hay còn gọi là cái phần giềng mái thì nó sẽ đổ được bốn xung quanh mái và chỉ đổ ở những cái phần mà chúng ta trang trí ở phía bên ngoài. Còn phần ở bên trong mái thì chúng ta sẽ dựng hệ vì kèo và lợp ngói. Nếu như các bạn đổ cả cái phần mái bát này thì cái chi phí nó sẽ tốn kém hơn nhiều so với chúng ta để giống cái phần ở bên trong của mái. Còn tiếp theo là cái phần mặt bằng xà gồ. Thì cái mặt bằng bố trí xà gồ vì kèo, lito thì những cái này là nó thông thường. Những cái phần này là các bạn phải tính toán nó thực tế. Ví dụ như cái hệ mái sau khi mà chúng ta đã xây lên rồi, chúng ta có chiều cao của đỉnh mái rồi thì chúng ta sẽ dựa vào cái chiều cao đấy thì chúng ta sẽ lên cái thiết kế hoặc là chúng ta sẽ đo và gia công cái phần mái này theo thực tế. Khoảng cách của mỗi vi kèo nó sẽ dao động từ 1,2 m cho đến 1,5 m. Và khoảng cách lito và xà gồ thì nó phụ thuộc vào chúng ta lợp ngói gì. Vâng, nhìn nó rất là trực quan đúng không ạ? Trên mỗi một cái bản vẽ 2D thì công ty chúng tôi sẽ thiết kế kèm theo một cái bản vẽ 3D để cho các bạn nhìn nó tổng thể, nó trực quan hơn về các cái phần, các cái hạng mục mà chúng ta chuẩn bị thi công. Tiếp theo là một cái mặt bằng, một cái bản vẽ không thể thiếu được trong cái bộ hồ sơ kiến trúc, đấy là mặt bằng xây tường. Cái phần mặt bằng xây tường này thì chúng ta sẽ dựa vào nó để chúng ta xây tường bao, tường ngăn của ngôi nhà này. Thì trên mặt bằng xây tường nó sẽ thể hiện được khu vực nào xây tường 22, khu vực nào xây tường 10, hay là cái vị trí nào là vị trí chúng ta bố trí cửa và kích thước của cửa, kích thước của các cái khu vực bố trí cửa sổ, cửa chính nó là như thế nào. Tất cả nó sẽ nằm ở trên cái mặt bằng xây tường. Thì các bạn hãy nhìn tổng thể, nhìn rất là chi tiết cái phần này để giúp cho chúng ta có thể xây được một cái tường bao ngăn nó được chính xác hơn. Cái phần mặt bằng tầng áp mái nó cũng vậy, thì nó sẽ giúp cho các bạn xây được cái tường ở trên mái, tức là tường thu hồi của phần mái. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái bản vẽ không thể thiếu được trong cái bộ hồ sơ kiến trúc, đấy là mặt đứng. Cái mặt đứng của mỗi trục thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ như mặt đứng trục CA thì chúng ta sẽ nhìn tổng thể vào cái mặt tiền, mặt chính của ngôi nhà. Hay mặt đứng của trục AC, đấy là cái ở phía sau của ngôi nhà. Cái mặt đứng này nó sẽ thể hiện cho các bạn rất là chi tiết cái phần phào chỉ ở bên ngoài hay là cái phần kích thước chiều cao của ngôi nhà để giúp cho chúng ta có thể xây, chúng ta sẽ chát hoàn thiện được cái ngôi nhà nó giống y hệt theo cái phần 3D. Nếu như các bạn không hoàn thiện cái phần ngoại thất nó giống như cái phần mặt đứng này thì khi mà chúng ta hoàn thiện lên được ngôi nhà nó sẽ không giống so với những cái hình ảnh 3D mà chúng ta nhìn thấy.
lúc ban đầu. Hết phần mặt đứng thì sẽ tiếp theo là đến phần mặt cắt. Cái phần mặt cắt này sẽ giúp cho chúng ta biết được, thứ nhất là khu vực nào là khu vực chúng ta đổ bê tông, khu vực nào là khu vực chúng ta xây tường. Một phần nữa không thể thiếu được đấy là mặt bằng lát sàn. Cái mặt bằng lát sàn này sẽ giúp cho các bác thợ có thể thi công được cái phần ốp lát nó được chính xác hơn. Và tiếp đến là các cái phần chi tiết. Những cái phần chi tiết mà chúng ta trích nhỏ ra như thế này là những cái phần mà nó có một cái kích thước, có một cái chi tiết nó cầu kỳ hơn, nó cần yêu cầu chúng ta đưa ra các cái kích thước nó phải cụ thể nhất thì nó phục vụ cho cái quá trình thi công nó được dễ dàng nhất. Chính vì thế nên là cái phần chi tiết của các cái chi tiết của các cái hạng mục ở trên bản vẽ thì sẽ được trích nhỏ ra từ cái bản vẽ một để cho giúp cho chúng ta có thể nhìn được một cách trực quan hơn. Ví dụ như phần chi tiết cột, nhìn vào cái chi tiết cột này thì chúng ta có thể trang trí, có thể hoàn thiện được cái phần cột sảnh làm sao cho nó giống như cái hình ảnh 3D như thế này. Nếu như mà làm trần thì các bạn cũng có thể làm được, nhưng mà nhìn lên nó sẽ không được cân đối và không được đẹp. Hoặc là phần chi tiết của phần đỉnh chữ A này. Đây là phần đỉnh chữ A ở mặt tiền của ngôi nhà. Hoặc là phần phù điêu. Ví dụ như phần phù điêu này chúng ta cần phải đắp như thế nào thì chúng ta ví dụ như giật bao nhiêu cấp hay là chi tiết phù điêu nó như thế nào và nó đều có thể hiện hết ở trong cái bản vẽ này. Nếu như mà chúng ta nhìn bản vẽ nó tốt, chúng ta đọc bản vẽ tốt thì chúng ta sẽ thi công được một ngôi nhà này rất là nhanh, và thứ hai là thi công đúng theo hình ảnh 3D luôn. Và cái bản vẽ tiếp theo, bản vẽ không thể thiếu được trong cái hồ sơ kiến trúc, đấy là mặt bằng định vị cửa. Cái mặt bằng định vị cửa này sẽ cho chúng ta biết được ở các cái vị trí nào được bố trí các cái cửa với kích thước như thế nào. Ví dụ như thế là phần cửa sổ của phòng ngủ 1 thì sẽ được thiết kế với kích thước là 600 x 1800. Cái vị trí cái 900 ở dưới này là các bạn biết là gì không ạ? Cái này là chính là cái cốt dưới, tức là cái dạ dưới của cửa sổ. Chúng ta xây tường cao lên 90 phân thì chúng ta bắt đầu đặt dạ dưới của phần cửa sổ, và cửa sổ rộng 60 phân cao 1m8 thì sẽ đến cái phần dạ trên, tức là tính từ cốt sàn lên đến từ cốt sàn lên đến cái dạ trên của cửa sổ nó sẽ là 2m7 và cửa sổ có chiều rộng là 60 phân. Đấy, thì các bạn nhìn sẽ đọc tương tự các cái phần cửa khác. Còn cửa này đặt ở dưới cốt sàn rồi, chúng ta chỉ cần đưa kích thước chiều rộng và chiều cao của cửa thôi. Ví dụ như cửa đi này có chiều rộng là 90 và cao 2m7. Đó, tiếp đến là cái phần chi tiết của các cái phần cửa này. Thì mỗi một cái bộ cửa thì chúng tôi sẽ trích chi tiết ra đây để cho các bạn nhìn dễ dàng hơn và có thể thi công đúng theo cái phần bản vẽ này. Xong bộ hồ sơ kiến trúc thì chúng ta sẽ đến với bộ hồ sơ kết cấu. Những cái bộ hồ sơ kết cấu như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta thi công được cái phần kết cấu của phần móng, phần sàn. Như thường lệ thì bản vẽ ban đầu đấy là bản vẽ mặt bằng kết cấu móng. Thì ngôi nhà này được thiết kế móng là sử dụng hệ móng đơn. Và chi tiết móng thì chúng ta sẽ xem ở bản vẽ sau. Đây là cái phần chi tiết móng. Với các kích thước, ví dụ như thế là đây là phần móng 1 với kích thước là 1m x 1m. Và nhìn vào cái mặt cắt này thì chúng ta sẽ thấy được là chiều cao móng là 45 phân. Đây ạ, chiều cao móng là 45 phân. Phần bê tông lót ở bên dưới là độ dày 10 phân. Cái dầm bê tông thì đổ chiều cao là 40 phân, tức là phần giằng móng đấy, đúng không ạ? Hết phần chi tiết của phần móng thì sẽ có một cái bảng thống kê thép. Cái bảng thống kê thép này sẽ giúp cho quý vị và các bạn xem được cái phần tổng hợp tất cả những cái phần sắt thép mà sử dụng cho phần móng, khối lượng là bao nhiêu, thì giúp cho chủ nhà có thể theo dõi được cái phần khối lượng mà chúng ta đã lấy về để làm cho cái phần móng nó là bao nhiêu tiền, bao nhiêu sắt thép.
Tiếp đến là phần mặt bằng định vị cột. Thì trên cái mặt bằng định vị cột này thì như ngôi nhà này thì chúng ta có thể nhìn sơ bộ là chúng ta có thể thấy ngay cái số lượng cột của cái phần số lượng cột mà được thiết kế cho cái ngôi nhà này. Như ngôi nhà này thì được thiết kế với 18 cột và cột thì sử dụng cột 200 x 200. Và phần chi tiết cột là phần này đấy ạ. Và hết phần cột của ngôi nhà thì sẽ đến cái phần bảng thống kê thép. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần kết cấu sàn. Ví dụ như ngôi nhà này thì chúng ta sẽ không đổ sàn mái bằng mà chúng ta sẽ chạy hệ dầm và sau đấy chúng ta xây tường thu hồi lên. Sau đấy xây tường thu hồi và chạy hệ dầm bo, đổ mái chéo ở bên ngoài. Tiếp theo là sẽ đi hệ vỉ kèo và lợp ngói ở phía trên. Sau đấy chúng ta sẽ đóng trần ở bên dưới. Thì với những ngôi nhà như thế này thì cái chi phí nó giảm được khá là nhiều. Ví dụ như thế là phần sàn sẽ không tốn cái lượng thép và lượng bê tông để làm sàn. Và hơn thế nữa là chúng ta sẽ cái phần chi phí nhân công nó cũng giảm được rất là nhiều. Và bộ hồ sơ tiếp theo đấy là phần điện nước. Thì cũng như tất cả các mẫu nhà vườn khác thì cái điện nước của ngôi nhà này chỉ chủ yếu là cái phần mà chúng ta bố trí sơ đồ điện, sơ đồ nước, tức là sơ đồ cấp điện và sơ đồ cấp thoát nước của ngôi nhà này. Phần điện của nhà một tầng thì thông thường nó rất là đơn giản, sẽ bao gồm có mặt bằng cấp điện, mặt bằng ổ cắm, mặt bằng chiếu sáng và mặt bằng điều hòa. Và tiếp theo là mặt bằng cấp thoát nước của ngôi nhà. Và một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh thì nó sẽ bao gồm có 3D ngoại thất, bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ điện nước và phần 3D nội thất. Nhưng mà bởi vì khách hàng không có nhu cầu đóng đồ nội thất ở bên trong nhà, chính vì thế nên là chúng ta có thể bỏ được cái phần 3D nội thất ở bên trong thì sẽ đỡ được tốn kém được khá là nhiều cái chi phí thiết kế. Một cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh thì công ty chúng tôi đang thiết kế cho khách hàng với đơn giá là 120.000 đồng trên 1m2. Nếu như mà các bạn muốn thiết kế một bộ hồ sơ full thì chi phí của nó là 180.000 đồng trên 1m2. Còn nếu như trường hợp các bạn bóc tách hai phần đấy riêng ra thì cái chi phí thiết kế của phần nội thất là 120.000 đồng trên 1m2 và chi phí thiết kế của phần ngoại thất là 120.000 đồng trên 1m2. Tổng thể là 240.000 đồng trên 1m2. Vâng, tôi vừa mới giới thiệu về cái bộ hồ sơ mà chúng tôi thiết kế cho nhà anh Đức ở Long Thành, Đồng Nai và cái ngôi nhà này. Tiếp theo sẽ được công ty Bắc Trung Nam chúng tôi thi công trọn gói và cái khoảng thời gian dự kiến sẽ hoàn thành được cái ngôi nhà này là 3 tháng cho đến 3,5 tháng. Thì trừ trường hợp mà cái thời tiết nó không thuận lợi thì chúng ta sẽ phải nghỉ, nên là cái thời gian thi công nó sẽ dao động từ 3 đến 3,5 tháng. Nếu như mà các bạn muốn thiết kế và thi công trọn gói thì các bạn có thể liên hệ đến công ty chúng tôi theo số điện thoại hotline 0963 95 1111, hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm rất là nhiều mẫu nhà ở trên kênh YouTube Bắc Trung Nam. Kênh này là kênh mà chúng tôi đã lập ra rất là lâu rồi, và số lượng người đăng ký lên đến hơn 4.850 người. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lên cái trang website xây dựng Bắc Trung Nam để chúng ta tham khảo thêm các cái mẫu nhà mà công ty chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng. Thì trên trang website này cũng được đăng rất là nhiều mẫu nhà thì đều có chi tiết các mẫu. Ví dụ như bộ hồ sơ mà chúng tôi thiết kế cho nhà anh Trung ở Thanh Liêm, Hà Nam, một bộ hồ sơ nhà mái Nhật 2 tầng, hoặc là rất là nhiều những cái mẫu nhà khác, nhà chị Lương ở Bắc Giang hay là nhà anh Dương ở Nho Quan, Ninh Bình. Rất là nhiều các cái mẫu nhà mà công ty chúng tôi đã thiết kế cho khách hàng, đúng không ạ? Nếu các bạn có thể tham khảo trên trang website này, hoặc là các bạn có thể tham khảo trên cái trang YouTube Bắc Trung Nam. Thì đây là cái kênh YouTube mà công ty chúng tôi, đây là kênh chính của công ty chúng tôi. Thì ngoài ra nó còn rất là nhiều các cái kênh vệ tinh, nhưng mà các bạn có thể tham khảo trên cái kênh chính này, hoặc là ở trên kênh TikTok. Rất là nhiều các cái phương tiện truyền thông mà các bạn có thể tiếp cận đến công ty chúng tôi. Hoặc là các bạn có thể lên trên Facebook thì các bạn có thể xem các cái fanpage
Hiện tại thì công ty chúng tôi có rất là nhiều các fanpage, ví dụ như thế là biệt thự Bắc Trung Nam này, Bắc Trung Nam thiết kế thi công trọn gói, ở rất là nhiều cái trang fanpage này. Các bạn chỉ cần lên trên Facebook và gõ vào Bắc Trung Nam hoặc là thiết kế Bắc Trung Nam thì sẽ hiện lên được rất là nhiều cái thông tin về các cái trang fanpage của công ty chúng tôi. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.